Hello anh em. Đố anh em biết vũ khí chính của ninja là gì? Katana ư? Không phải đâu. Súng á? Làm gì có. Shuriken. Ừ, đúng rồi đấy. Nãy giờ tại sao Chun lại nói về ninja? Vì Chun vừa tìm thấy một vật phẩm rất là đặc biệt ở trong Bad War. Đó chính là Shuriken. Nhưng vì mình thấy nó xấu quá nên mình đã biến nó thành một chiếc Shuriken đúng nghĩa. Cảm ơn Ziu đã làm cho anh cái mô đồ này nha. Nếu hôm nay, Chun sẽ thử trở thành ninja để xem ninja có khó hay không. Và nếu như anh em thích cái video này, hãy cho mình một like, subscribe. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì bước đầu tiên để trở thành một ninja thì mình phải trông giống ninja đã. Oh shit, cái này không phải là thứ chúng ta tìm kiếm anh em ơi. Aha, đây rồi. Ninja đây rồi. Và giờ chỉ cần làm như thế này. Xong. Chun. Ninja skin, yes sir. Oh, đây rồi. Ninja. Bước thứ hai thì Chun phải biết ném Shuriken một cách chính xác nhất. Thì trong video mình đã làm được một pha ném xa khoảng tầm 100 block để chúng ta không cần bàn tán gì nữa. Vì vậy anh em hãy xem hết video để biết Chun ném Shuriken như thế nào nhá. Bước 3 thì mình cũng phải cải trang thành ninja. Ok, ở đây thì Chun đã chuẩn bị một cái áo đấy để chúng ta có thể cải trang thành ninja. Thì Chun xem ở trên mạng là người ta đúc cái đầu vô cái này này. Đúc cái đầu vô. Thấy. Buộc lại. Holy shit. What the... What the hell bro? What the fuck? I'm ninja man. Và đó chính là các bước để có thể trở thành ninja. Và nếu như anh em biết những cách nào khác để trở thành ninja thì hãy bình luận xuống phía dưới nhá. Rồi thì hãy thử xem chúng có thể trở thành một ninja thực thụ không. Vào video thôi, let's go. Fuck. Chun sẽ sợ là bị kêu là ăn cắp hay gì đấy nếu mà chun đỡ thế này. What the fuck? Giống mấy ông Ả Rập. Từ từ, giờ cởi xa cho nhanh nếu mà có ai đấy ra vào cửa nhà Chun nhỉ. Yes sir. Đây chính là skin ninja của chúng ta. À, Shuriken kìa, từ. Ất tụ. Đến nhà nó luôn. Mày. Rớt luôn. Ăn luôn xin, luôn cái kiểu nhỉ. What the, ủa lạc hả? What the fuck? Đi luôn. Chuột. Chờ đi luôn. Đi luôn. You bitch. Đấy. Ác quá tới. Đúng rồi đấy. Nó không thấy chun đúng không? Nó không thấy, nó không thấy. Không thể mà thấy được. Ok, xin luôn. Đúng Shuriken này chun nã thì thôi. Chun là được huấn luyện rồi mà anh em. Tí này chun trình diễn cho anh em xem. Yo, what? Theo Librick à? À. Bye bye. What the fuck? Chun là được huấn luyện rồi mà anh em. Na, Chun nhảy. Mua thêm Shuriken đi. Mua hơi nhiều rồi. Cái lùa ao à? Hả? Chuyện này được free rồi anh em. Ôi, nào. Oh yeah. Ok. Let's go. Thắng ngay trận đầu luôn. Cắt đấy à. Nói chung chúng ta sẽ sử dụng Shuriken thôi. Ok, đầu tiên là phải mua cái Shuriken. Thì mới có content. Ôi. What the fuck? The fuck bro? Oh, disconnect. What the fuck? Đấy, nó lụm thôi. The fuck? Đây. Đấy anh em. Thôi chú chỉ cần. Ok.
Ôi. What the? Xem. Mệt. Oh shit, not good. Nào, shit. Màu đen anh em. Đúng tông màu rồi. Từ từ, để chung thử. What the fuck? Oh shit, hello. Shuriken, bitch. Nói chung Shuriken này nói chung là để mình stun đối thủ thôi anh em, chứ nó không gây đam nhiều. À được. Đỏ nó chạy khá là xa rồi ấy. Nhưng chú sẽ chạy ra mid đi. Quay. À đây. Thế rồi. Mày. À đủ. GG. Let's fucking go. Đủ mà. Nóng mà. Hơi khó chịu anh em ạ. Ok, let's get it. Lại map này nữa. Nó sang đúng không? Ui. À nó voi rồi, nó rớt voi rồi. What the fuck? Ấy đúng rồi. Tôi xin bạn luôn cái giường nhá. Ô, càng đấy, càng đấy. Ấy, bậy. Bậy, bạn đây. Yes, motherfucker, I'm so good. Ôi, như có sợi chỉ trong mồm mình ngồi sao anh em ơi. What the hell? Hello. Ôi, thế này. Mà nó đánh bật được cả fireball nhá. Rồi sang mid rồi anh em. Oh shit. Ê. Yeah. Oh. Shit. Nó ender pearl ra đây luôn. Chào cậu. Thế mình rồi. Nó sai em nhỉ. Giờ cũng khó đấy. Nó có đủ rồi anh em. Yes. Mày. Bị bọc cửa. Tớ. Chút. Mày như nhà nó có đồ sao ấy. Eo. Ít tẹt. Trời ơi. Holy shit man. What the fuck. Chúng. What the heck. Chúng nha, what the fuck. Ơ disconnect rồi. Nah, hell nah man. Thôi disconnect rồi thì cũng thôi. Oh my fucking shit. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy. Ăn bên này thôi. Đập thôi. Yeah, và thế thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Trời ơi, rất cảm ơn anh em đã xem hết video này nha. Nói chung là chúng ta đã gọi là trải nghiệm Jun trở thành ninja sẽ trông như thế nào. Và bài học ra là anh em có nên trở thành ninja không? Chúng nghĩ là không. Bởi vì Shuriken rất là đắt. Anh em nào nghèo thì không nên làm. Ok. Thế rồi. Thì nếu anh em thích cái này hãy cho mình một like, subscribe để Jun có ý tưởng làm nhiều mới cái video như này hơn. Rồi, để yes. Thế rồi. Chúc anh em có một ngày tốt lành bên gia đình và người thân. Bye bye. Từ từ.